bốn loại rau thơm giúp đuổi muỗi trong nhà húng lủi húng chanh húng quế là các loại rau gia vị có tác dụng đuổi muỗi trong nhà rất tốt rau húng lủi bạc hà ngoài tác dụng ngăn ngừa ong rán kiến đến gần nhà chậu cây húng lủi còn là trợ thủ đắc lực của con người trong việc xua đuổi muỗi nên trồng quanh nhà một vài bụi húng lủi để làm nhiệm vụ đuổi muỗi và các loại côn trùng gây khó chịu nếu nhà không trồng cây húng lủi, bạn có thể ra chợ mua một nắm húng lủi vò nát, đặt trong góc nhà, nóc tủ, bệ cửa sổ cũng có tác dụng ngăn muỗi trong 1 đến 2 ngày. Cây húng quế cũng được coi là một loại thảo dược vừa có lợi cho sức khỏe con người, vừa giúp phòng chống và xua đuổi muỗi. Được biết tinh dầu của cây húng thơm cũng có thể giúp phòng chống muỗi hữu hiệu cho cả gia đình bạn cây xả cây xả là một trong những loại cỏ rất tự nhiên dễ trồng và khá nhiều tinh dầu tinh dầu xả được đặt trong nến và lồng đèn có thể khiến mũi phát sợ những nghiên cứu cho thấy tinh dầu xả còn có tác dụng trị mũi và xua đuổi mũi tốt hơn gấp nhiều lần thuốc trị mũi thông thường húng chanh cây húng chanh được xem là một trong cây thảo dược tốt cho sức khỏe vừa có thể phòng chống mũi tinh dầu của cây húng chanh có tác dụng xua đuổi muỗi và chống muỗi một cách hiệu quả cho gia đình.